twerking like Miley. Xin chào các bạn ơi, một tuần nữa lại trôi qua và ngày thứ bảy lại đến rồi. Hãy cùng với Mai Phương khám phá những điều thú vị có trong Vui Độc Lạ nha. Bật mí nè, trong tuần này thì chúng ta sẽ có những thông tin dành riêng cho các tín đồ của Pokemon Go đó nha. Nào, bắt đầu thôi. Anh mặc áo em mặc áo anh. Nàng thì vẫn đẹp nhưng chàng thì trông thật buồn cười. Những cái bánh hamburger này có hình dáng của các bé Pokemon, ai mà nỡ ăn chứ. Cụ bà 90 tuổi mà ăn mặc còn trẻ trung xinh tươi hơn mấy nàng nữa đó. Lamborghini, Serpi, mấy dạng xe khủng này là được chế tạo tại Việt Nam đó nha. Wow, có quá trời thông tin thú vị luôn đúng không nào? Và ở thông tin đầu tiên này thì Mai Phương khuyến khích nha, các bạn FA không có nên xem đâu. Xem xong thì các bạn lại than thân trách phận cho mà coi. Bởi vì sao? Cặp đôi của chúng ta dễ thương quá chừng luôn vậy đó. Con gái mặc váy điệu đà đi bên con trai mặc sơ mi trắng lịch lãm, một tổ hợp nhìn thật hoàn hảo. Nhưng sẽ ra sao nếu tình huống diễn ra ngược lại, nếu con trai mặc váy và con gái mặc quần jean áo sơ mi? Mới đây, một cặp vui tính đã tung ra một bộ ảnh ngược đời như thế. Trong những bức ảnh được đưa lên Instagram của mình, chàng và nàng đã đổi quần áo cho nhau. Và kết quả là những tác phẩm để đời đã xuất hiện, khiến người khác nhìn mà không nhận được cười. Có ai đã từng thấy một đám cưới tập thể mà nằm ngay ở trong trại giam chưa? Đây là điều hoàn toàn đã diễn ra ở Colombia vào ngày 20 tháng 8 vừa qua. Ban quản lý một trại giam ở Colombia đã tổ chức hôn lễ tập thể cho 17 phạm nhân nam và bạn gái của họ. Đám cưới diễn ra trong hội trường lớn của trại giam. Người thân của cô dâu chú rể cũng tham dự hôn lễ. Các tân nương sẽ được phép đặt cách thăm chồng thường xuyên 2 tuần sau khi đám cưới diễn ra. Và ban quản lý trại giam cũng hy vọng đám cưới sẽ thôi thúc các tù nhân trở thành những con người có ích sau khi họ mãn hạn tù. Các bạn ơi, fan của Pokemon Go đâu hết rồi. Sau đây sẽ là một thông tin hấp dẫn dành cho tất cả các bạn đây. Các bé Pokemon này có thể ăn được đó nha. Nhưng mà các bé dễ thương như vậy thì làm sao chúng ta nỡ ăn được đúng không? Để không phụ lòng các thực khách, chuỗi nhà hàng nổi tiếng Down and Out đã quyết định sẽ bày bán loại bánh kẹo hình Pokemon cực dễ thương vào tháng 9 tới. Được biết, loại bánh đặc biệt này mô phỏng từ hình tượng của bộ ba chuột Pikachu, ếch kiều diệu Bulbasaur và rồng lửa Charmander nổi tiếng của nhà Pokemon. Giá dự kiến cho những chiếc bánh này là 250.000 Việt Nam đồng. Mà chúng dễ thương vậy nè, ai mà nỡ cắn chúng chứ, có mà đem về cất tủ kính để dành ngắm chơi. Dù đã 80 tuổi, nhưng cụ bà Paddy Winkler vẫn vô tư ăn diện quần áo màu sắc như một thanh niên trẻ tuổi. Thời gian thì đâu phân biệt tuổi tác phải không nào? Dù đã ngấp nghé ngưỡng tuổi 90, nhưng cụ bà Paddy Winkler đến từ thành phố Hampstead, bang Kentucky, Mỹ vẫn vô cùng trẻ trung và thanh điệu. Không chỉ chăm cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất, cụ bà còn mạnh dạn tô son, trang điểm như một cô gái đôi mươi. Các nàng mà còn phải cúi đầu học tập của bà này nhiều nhiều đó nha. Hãy cùng nhìn ngắm qua một số hình ảnh của cụ bà đáng yêu này thôi nào. Các bạn có tin rằng Lamborghini và Serpi đã được chế tạo tại Việt Nam hay không? Một chàng trai trẻ ở Đắk Nông đã làm được điều này. Đảm bảo là các bạn sẽ vô cùng ngưỡng mộ và mê tiếp những chiếc xe do anh chàng này sáng tạo ra. Trần Văn Kiên, một người thợ tại huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông, từng gây choáng khi từ chiếc Toyota Corolla cũ giá chỉ 25 triệu đồng đã tự chế lại theo mẫu siêu xe Lamborghini Reventon có giá triệu USD. Một điều lạ là anh chưa bao giờ học về trường lớp gì liên quan tới xe. Mới đây, chàng trai 25 tuổi tiếp tục gây sóng gió trong cộng đồng mạng với hình ảnh của chiếc xe tự chế theo mẫu Shelby Cobra 427. Và điều đặc biệt, chiếc siêu xe này cũng đổ từ chiếc Nissan Silvia đời 1984, mua lại với giá 70 triệu đồng. Wow, quả là bàn tay khối óc của người Việt Nam sáng tạo quá các bạn ha. Một cặp đôi đồng tính ở Nam Phi đã được cho là người đồng tính nam đầu tiên trên thế giới sinh ba thông qua người trẻ thuê. Con trai Son Hoa và hai con gái Sao và Kaka cho đời sau 31 tuần thai. Chia sẻ ADN của cả Victor và Thor, ba đứa trẻ đều xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Son Hoa nặng 1,8kg, Sao nặng 1,4kg, còn Kaka chỉ nặng 1,3kg. Đây quả là một tin vừa vui vừa độc vừa lạ cho tất cả những cặp đôi đồng tính nào phải không các bạn? Thông
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Và các bạn ơi, hãy cùng đồng hành với chương trình Vui Độc Lạ vào lúc 18 giờ thứ bảy hàng tuần trên blo.vn. À mà khoan, các bạn hãy khoan tắt màn hình nha. Chúng ta hãy cùng nán lại một chút xíu để nghe một bản nhạc chế về Pokemon Go. Các game thủ đang cày ngày cày đêm thì hãy tự nghe, tự cảm nhận đi nha. Còn bây giờ, Mai Phương xin chào và hẹn gặp lại. Từ vui tuy nhiên cần chơi văn minh. Anh à, bây giờ nguy quá. Vừa đi xe trên đường mà vẫn bắt như thường thì lại bao khoa chấn thương. Pokemon mà bao công viên bây giờ bay đến nhà người chơi. Tài nguyên cho bao người giàu tan nát tơi bời vì người chơi quá lười.